Hello, xin chào ông bà, cô chú, anh chị đang xem kênh Quỳnh Nhung Nara Cuộc Sống Trung Quốc. Cả nhà đang xem video đến từ nông thôn thuộc thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Trong video ngày hôm qua thì em có nói là em có dự định là chuẩn bị sẽ lát gạch nhà bếp với lại lát gạch cái chỗ trước phòng khách mà cái chỗ gia đình em hay ngồi ăn cơm với nhau á. Mà em đã muốn làm gì là em muốn làm liền á cả nhà, chứ em không muốn chờ đợi lâu á. Nên hôm nay em thấy trời có nắng nè, nên là em kêu ba đi với em sang bên thị trấn bên này để đi xem gạch với lại hỏi xem giá cả như thế nào. Hôm bữa thì chồng em về thì cũng có đo qua rồi là cần bao nhiêu gạch rồi á. Nên hôm nay hai ba con chạy qua đây chỉ chủ yếu để xem mẫu thôi. Lần trước thì em mua cái gạch ốp lại cái chân tường phòng khách á, thì em cũng có hỏi giá rồi, nên cũng ước được khoảng là mình phải chi ra bao nhiêu tiền để lát gạch rồi á. Nên là hôm nay nhắm là làm được rồi, nên là sẽ làm này cả nhà. Trước khi đi mua gạch á, thì hai mẹ con ghé vào quán canh bò ăn canh bò đã. Sáng giờ chưa có lót dạ gì hết trơn á, ngủ dậy cái là đi luôn. Tại cái tội ngủ dậy trễ quá, thành ra để ông nội Ginh phải đợi á, nên là đi luôn, không có ăn sáng ở nhà. Còn ông nội Ginh nó dậy từ sớm, ánh sáng xong xuôi hết rồi, chỉ có đợi hai mẹ con ngủ dậy là đi thôi đó. Nên giờ em ghé cho Ginh ăn rồi ông nội ở ngoài đợi một lát. Xíu nữa ở cái tiệm này á, người ta cũng có bán thịt bò á, nên là sẵn em sẽ mua một ít về hầm canh cho ba mẹ luôn. Bây giờ thì mời cả nhà ăn sáng với hai mẹ con em nha. Nó bài thầy mà. Ấy rồi, cáng sáng nó ngon, nhiều đồ thang tuần nhỉ. Bây giờ đi qua cái tiệm gạch ở bên đó đi xem giá cả như nào nha cả nhà. Let's go. Thiến cho biên mà. Vô xem gạch. Gạch men. Lão bạn. Lão bạn. Vô đến mà. Ui, đi sang tô sư toàn. Lão bạn. Vô đến mà. Lão bạn. Lão bạn. Vô đến mà. Hồi chết xuất phát là mà. Lão bạn. Hồi chết xuất phát là chỉ điểm sẽ xuất lại à? Chỉ điểm sẽ qua lại. Họ qua lại tôi tạo chỉ điểm. Ây da, sao mà qua đến rồi nè? Ồ, nó cái mức khu kể tương.
啊，那好。今天春晚都累啊。那我们去超市转一圈，然后过来吧。你转一圈啊？嗯。这边这边这那个。是一家中啊，我还不知道什么名字。Lúc này ông chủ tiệm gạch đó đi về nhà ăn cơm rồi, nên là em rủ ba đi qua siêu thị á, rồi một lát rồi quay lại sau. Nói chung là em cũng có ý đồ hết á cả nhà. Định á là đem cả ông bà đi, nhưng mà bà ốm á, cho nên là bà không có đi được, nên là để bà ở nhà. Rồi em nói với ba là chỉ đi lên thị trấn bên này á, chỉ để xem gạch thôi. Nhưng mà sau lại rủ ông đi vô siêu thị luôn nè cả nhà. Nói chung là em cũng ấp ủ cái ý đồ này lâu lắm rồi mà em không có nói trước. Tại cái tính ông bà mà nói là rủ ông bà đi mua quần áo hay mua cái gì cho ông bà là ông bà cũng không có chịu á. Nên là bữa nay giả bộ âm thầm mà không nói, lôi ông vào siêu thị rồi lát nữa mua rồi tính sau. Đó là bao nhiêu tiền? 嗯, em định là sẽ mua cho ba mẹ một cái áo khoác, nhưng mà chưa có nói với ông, nên là ông đang đi vòng vòng á, thấy mắc cười quá cả nhà, làm bộ bí mật đồ đó, làm cho ông bà bất ngờ chơi. Đây là lần đầu tiên mà em nghe ông ba nói là muốn mua cái gì đó cả nhà. Ông nói là cái đôi dép đi ở nhà mà dép lông á, mùa đông đi cho ấm á, mà của ông đôi đó mấy năm rồi nó rách rồi. Nghe mấy đôi này mà đi tới rách luôn là cả nhà biết là đi lâu dữ dành lắm luôn rồi đó. Cũng đang có ý định là mua cái gì đó cho ông bà mà không biết mua cái gì, thì ông cũng có nói là muốn mua dép thì sẵn tiện mua luôn nè cả nhà. Mấy đôi dép này á cũng không có mắc á cả nhà, rẻ lắm, 9-10 tệ một đôi à, mắc lắm cũng 10-20 tệ là cùng, khoảng 30.000 đến 60.000 tiền Việt Nam mình thôi á cả nhà. Em định lấy cái đôi có lông lông kia kìa, nhìn thấy cưng nhưng mà ông lại thích đôi này. Thấy ông cầm đôi này mãi nên thôi em lấy đôi này cho ông. Cũng hỏi là mẹ chồng có chưa để mua cho bà luôn một đôi. Mà ông nói ông không biết nên thôi em quyết định là em cũng sẽ mua luôn cho mẹ một đôi đi. Tại có ông thì cũng có bà nó mới vui đúng không cả nhà. Chứ người có người không mất công lại buồn trong lòng nữa thì khổ. Em qua cái phía dép nữ thì em kiếm cho mẹ đôi dép màu hồng. Nhưng mà không có size lớn đó cả nhà ơi. Em thấy đề 39-40 nhưng mà nó nhỏ xíu à, bằng cỡ chân em luôn á. Kiểu như form nó nhỏ á, nhưng mà chân mẹ chồng em thì bự á, dài nữa. Và đeo dép bình thường á là 41-42 gì rồi. Mà cái dép này á thì mình phải mua size bự hơn một chút thì mới thoải mái được đúng không cả nhà. Cái nữ sĩ chỉ có 41 chứ mấy rồi mà, chứ tuy ta là 41 chứ tuy ta là à, nó tuy ta là Nó mãi cân nhị giang dễ xíu mà. Vậy là ông quyết định phải lấy là một đôi giống như ông ba chồng luôn, mà lấy đúng màu y chang luôn, cho ông bà để dép cặp luôn cả nhà. Rồi em qua cái chỗ quầy bán áo ấm nè. Bữa nay trời sắp lạnh rồi đó, nên quần áo mùa đông về quá chừng luôn. Em nhắm chung cái áo này thấy cưng quá cả nhà ơi. Họa tiết cũng rất là xinh luôn, mà màu sắc cũng không có quá là chói chang nè. Trời em ưng cái áo này quá trời luôn. Cái này là 5X. Ba này lấy cho cái màu này đẹp không cả nhà? Em mua cho mẹ chồng. Đi lấy. À, đi xử xử vậy xử. Vì mẹ chồng không có ở đây á, nên là em nhờ ông ba thử giùm á cả nhà. Vì tặng người hai ông bà cũng xem nhau, nên là ba chỉ cần thử lên thôi là em có thể xem được là mẹ chồng mặc vừa hay không à. Chắc đây là lần đầu tiên trong cuộc đời ba chồng mặc áo hoa ha cả nhà. Ôi mấy cái mẫu áo hoa đẹp đẹp lúc nãy á, thì toàn là size đó không cả nhà ơi. Không có size lớn, 5X là bự nhất rồi, nhưng mà kiểu như là cái form này là form nhỏ á, nó không có form bự, thành ra là không có vừa rồi, tiếc quá à. Mấy mẫu form nhỏ này có màu hoa đồ rất là đẹp luôn.
Trời ơi, em thích cái áo này quá à, mà không có vừa, tiếc gì đâu á trời ơi. Em biết chiều cao của mẹ chồng em là cao 1m72, còn cân nặng thì không biết chính xác, nhưng mà nói chung là bà bự con hơn ông, nên là ông phải mặc rộng rộng một xíu thì bà mới vừa. Chứ còn mà ông mặc chật thì làm sao bà nhét vô được, đúng không cả nhà? Đang lựa áo cho mẹ chồng mà tự nhiên thấy có cái áo này thấy cute quá cả nhà. Em nghĩ là em mặc sẽ hợp nên là em thử coi như thế nào. Em thích cái áo này quá nên là em lấy luôn đó cả nhà. 39 tệ à, cũng rẻ mà đúng không? Khoảng 120 mấy ngàn à. Sư cha, sư cha nó mới xong à? Ừ? Ừ, cái sư cha không? Cái này là không giả đấy. Ừ, cái này là không giả. Cho ba ba thử xem. Ba, anh thử xem. Vậy là mama, mama hãy bị ba ba cao. Nhi bia thoa là tự. Cái này là sạc. Ủa cha. Không chán, không bố thoa, chán bố sạc. Ủa cha, khai hả? Hoàn chí, khai xin cơ bì. Ôi thấy ông ba mặc cái áo mà em mắc cười, chịu không nổi luôn á cả nhà. Ba mặc mà ôm sát như vậy á thì chắc chắn mẹ mặc sẽ không vừa, nên là phải tìm cái khác thôi. Bắt ông ba thử xong rồi giờ đến lượt cái cô nhân viên trong này, em cũng bắt cổ thử luôn rồi. Công cuộc tìm áo cho mẹ chồng cũng hơi vất vả phải không cả nhà, nhưng mà thấy vui vui. Cô này thì cô người cô nhỏ con hơn, cô cũng thấp hơn mẹ chồng em nhiều luôn á, nên là cô mặc thì vừa chứ mẹ chồng em thì chắc không vừa rồi. Tại vì trời lạnh á, mình không chỉ mặc áo khoác không mà ở bên trong á còn phải mặc áo len ở trong nữa, mà nếu mà mặc vậy á thì nó sẽ bị chật đó cả nhà, cử động tay thì sẽ rất là khó, nên là phải mua cái áo khoác nên phải rộng một chút. Em lục muốn hết cái siêu thị này luôn rồi á mà không có cái áo nào vừa với mẹ chồng em hết đó cả nhà ơi. Xong thì tự nhiên cô ấy cô nhớ ra là có một số size lớn á, form lớn đó cả nhà. Cô bảo là hàng mới về hôm nay nên là cô quên. Mừng quá, cuối cùng em cũng kiếm mua được một cái. Nói chung là lỡ đi mua rồi á thì mua nhiều mua ít gì em cũng phải mua được, chứ em không mua được là em bứt rứt trong người lắm cả nhà. To cao đôi khi cũng là một lợi thế, nhưng mà đôi khi nó cũng là một cái yếu điểm phải không cả nhà. Đi mua quần áo ta nói á, nó cực gì đâu á. Em mới đi mua cho mẹ chồng em lần đầu mà đã như vậy rồi á, chứ mẹ chồng em mấy chục năm qua mỗi lần đi mua quần áo xem thế nào trời. Tại vì phụ nữ ít ai mà to cao như vậy lắm, toàn phải mặc đồ cỡ lớn nhất á, thì thành ra là nhiều cái form đồ, nhiều cái mẫu đồ đẹp á, nó đâu có cái size to như vậy đâu, đúng không cả nhà? Vậy thì đó cũng là một cái thiệt thòi cho mẹ chồng em phải không? Ba, ba, lấy. Trời ơi má ơi, mừng quá. Cuối cùng cũng tìm được một cái áo mà gọi là form to mà size lớn nhất này cả nhà. Nên là em kêu ba lại thử xem như thế nào, có vừa không. Đây là hy vọng cuối cùng rồi đó. Nếu mà cái áo này không vừa nữa là xong rồi đó. Coi như hôm nay đi mua áo thất bại nha. Ôi mừng quá, ba mặc vừa mà lại còn kiểu như cũng rộng rộng một chút nè. Thích quá cả nhà ơi, cuối cùng em cũng đã chốt được cái áo này rồi. Nhưng mà em thích cái áo hoa bên kia quá chừng luôn á, nhưng mà không có vừa. Rồi em quyết định lấy cái áo này luôn, tại vì thấy nó cũng dày dặn hơn mấy cái áo kia nữa. Quan trọng là cái size nó phải rộng như vậy nữa nè, thì mẹ chồng em mới mặc vừa. Tổ độ cuối cùng cũng đã kiếm được một cái áo cho mẹ chồng rồi. Chốt cái áo này luôn cả nhà ơi. Cái chồng áo nãy là đi ngang qua em đã địa rồi. Em đã ưng cái áo mà họ để ở ngoài này nè. Em thấy rất là hợp với ba. Nhưng mà nãy lựa cho mẹ trước, giờ mới lựa tới ba nè. Ba nói áo khoác mà dày lông nhiều quá thì ba có rồi, đừng có mua nữa.
nên là em muốn mua cho ba một cái như vậy để mặc ở bên trong á. Kiểu dạng như thế này lót lông cừu á, nó sẽ ấm hơn cả nhà. Nhìn nó không quá dày nhưng mà rất là ấm. Em nãy bảo mua cho ba thì ba nói có rồi, không cần mua, ba không cần đâu. Em nói là ba có thì chuyện của ba, con mua cho ba là chuyện của con. Xong cái ông cạn lời, ông không biết nói gì với em nữa nên là ông mới đồng ý đi mua này cả nhà. Em biết là ông bà cũng thích có áo mới lắm chứ. Ai mà không thích có áo mới phải không cả nhà? Chứ ai mà quanh năm suốt tháng có mấy cái mặc hoài, mặc tới mặc lui. Nhưng mà cứ nói không muốn, không cần như vậy là không muốn tụi em phải tốn tiền cho ông bà đó thôi mà. Em biết hết đó chứ. Nói thật thì quần áo ở đây cũng không có mắc. Nói chung là cũng không đáng bao nhiêu tiền cả. Nhưng mà nó chứa đựng sự quan tâm. Nói chung là ông bà cũng lớn tuổi rồi, cũng rất là muốn con cái quan tâm đến ông bà như thế. Chồng em là con trai nên nhiều khi á, ông không có biết quan tâm đến người khác, không có hay chú ý đến những điều nhỏ nhặt. Nhưng em là con gái mà, trên danh nghĩa thì em là con dâu, nhưng mà sống trong gia đình thì em cũng là con gái của ông bà vậy. Những điều to tát hơn á, thì em không làm được, chứ mấy điều quan tâm nhỏ nhặt thì em làm được á cả nhà. Ba ưng cái màu xám đậm hơn như thế này nên là chốt cái áo này cho ba luôn. Áo này có giá như 60 sáu mấy tệ cả nhà. Khoảng chừng 180-200 ngàn tiền Việt Nam mình thôi. Nó chỉ tăng cô nhà này mẹ bà. Ủa sẽ thả ở gì vậy? Ồ, nhìn thấy tốt hơn thì ở gì vậy? Ủa hình như cô nhà mà. Cô nhân viên bán hàng ở đây, cô còn tưởng em là con gái ruột. Tại vì cô nói là cô cũng phải đợi con gái cô mua cho thôi à. Tại vì họ nghĩ ở đây con dâu rất là ít khi quan tâm tới ba mẹ chồng lắm á cả nhà. Nên khi em nói em là con dâu á, cô cũng hơi bất ngờ á cả nhà. Mua xong áo cho ba mẹ chồng xong thì bây giờ xuống dưới lầu. Em dạo một vòng á, để mua thêm một ít rau với lại trái cây này cả nhà. Ơ, apple. Tầm mất cưới à? Xin cưới xong rồi. Tẩn xa hải thân. Lúc nãy có mua được một ít thịt bò rồi mà, nên là sẵn ở trong siêu thị em mua một ít củ cải luôn. Chiều về em sẽ làm món củ cải nấu thịt bò ha cả nhà. Có mua thêm một số rau củ nữa, nhưng mà tự nhiên hôm nay mấy nhân viên siêu thị ở chỗ rau củ không có cho em quay phim, nên là thôi vậy. Bây giờ thì ra tính tiền thôi, để xem hôm nay tổng thiệt hại là bao nhiêu nào. Mua đồ ở siêu thị xong thì bây giờ tụi em quay lại tiệm gạch này cả nhà. Cả nhà đón xem tập tiếp theo để xem là em lựa gạch màu gì và mua bao nhiêu gạch nha cả nhà. Và còn áo ấm đem về tặng mẹ nữa, sẽ xem phản ứng của mẹ chồng sẽ như thế nào nha. Cảm ơn cả nhà đã luôn yêu mến và đồng hành cùng em. Hẹn gặp lại cả nhà mình ở video sau nhé. Bye bye.